Xin chào các khán giả của Đẹp 24/7. Các bạn thân mến, một làn da trắng sáng mịn màng là mơ ước của rất nhiều chị em phụ nữ. Ngày nay trên thị trường cũng có khá nhiều những sản phẩm hỗ trợ cho việc làm đẹp. Tuy nhiên, có rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về việc chăm sóc da cơ bản. Và nếu như bạn không hiểu rõ về bản chất các bước chăm sóc da, chúng ta sẽ không thể có được hiệu quả cao khi dưỡng da hoặc thực hiện những bước chăm sóc chuyên sâu. Để tìm hiểu chi tiết về các bước chăm sóc da cơ bản, trong chương trình Đẹp 24/7 ngày hôm nay có mời tới một chuyên gia có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực làm đẹp. Chị Đỗ Việt Hương tới từ công ty Bio Cosmetic. Xin chào chị Hương. Xin chào Thu Hằng, xin chào quý vị khán giả. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên mà Thu Hằng muốn gửi tới chuyên gia đó là hiện nay có rất nhiều chị em phụ nữ đang thắc mắc về việc tại sao họ chăm sóc da rất kỹ cho làn da như là rửa mặt sáng tối mỗi ngày và sử dụng rất nhiều kem dưỡng da, thoa kem thường xuyên nhưng làn da của họ vẫn xuất hiện một số tình trạng như là mụn, lỗ chân lông to hoặc là có những cái dấu hiệu lão hóa. Vậy thì theo chị Hương, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này ạ? Nguyên nhân đầu tiên ấy mà mình nghĩ tới đó là cái việc mà khi mà chúng ta quá chú trọng về vấn đề là làm nào để cứ sử dụng hàng ngày đều chăm sóc da như vậy, nghĩ rằng là da sẽ đẹp. Tuy nhiên là cái kiến thức cơ bản mà người sử dụng sản phẩm phải biết đó là phải biết được rằng là cái da của mình thuộc tình trạng da gì, da dầu, da khô hay là da hỗn hợp hoặc là da mẫn cảm. Thì mỗi một loại da nó sẽ tương ứng với lại những cái loại sản phẩm khác nhau. Vì vậy nên là lựa chọn sản phẩm cũng như là lựa chọn quy trình đối với các loại da ấy, nó là sự khác nhau. Vì thế nó sẽ đem đến kết quả khác nhau. Như vậy là có rất là nhiều những phương pháp chăm sóc da khác nhau nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý tới những phương pháp chăm sóc da cơ bản và cần lưu ý để hàng ngày chăm sóc cho làn da của mình. Vậy theo chị phương pháp chăm sóc da như thế nào là đúng và hợp lý cho làn da của mình nhất ạ? Cái chăm sóc da mà để mà đúng đắn nhất là thứ nhất là hiểu về làn da, phân biệt được rằng là da của chúng ta thuộc loại da nào, sau đó là sẽ lựa chọn cái sản phẩm phù hợp với cái loại da đó. Đó, đấy là hai cái yếu tố cơ bản. Cái yếu tố thứ ba đó là cái sản phẩm mà khi mà chúng ta lựa chọn nó phải có nguồn gốc từ thiên nhiên cũng như là nó mang những cái hoạt chất hoặc là những cái chiết xuất cao cấp. Vì thế nên là đấy là một cái yếu tố cốt lõi để có thể cho cái da của chúng ta có một cái sức sống và cũng như là nó khỏe mạnh hơn. Đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa là chúng ta phải chăm sóc da bằng cách là bảo vệ da cũng như là điều hòa cái chế độ ăn uống cũng như sinh hoạt của chúng ta nữa. Vâng. Vừa rồi thì chị Hương có chia sẻ về những bước chăm sóc da có thể nói là đúng cách và theo đúng quy chuẩn. Vậy ngoài những phương pháp chăm sóc da cũng như là làm theo những bước như chị Hương vừa chia sẻ thì các chị em phụ nữ cần lưu ý điều gì để bảo vệ cho làn da mỏng manh của mình ạ? Trong cái quá trình mà chăm sóc da ấy, thì là chúng ta phải nhớ rằng là trước khi muốn da đẹp thì chúng ta phải nghĩ đến một điều là da phải sạch đã. Việc đầu tiên của chăm sóc da đó là chúng ta phải rửa mặt thật sạch bằng cái loại sữa rửa mặt an toàn. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải sử dụng tẩy da chết thường xuyên, 2 lần trên một tuần. Cái thứ ba nữa là sau khi mà chúng ta tẩy da chết xong thì chúng ta phải sử dụng nước cân bằng da để cân bằng độ pH cho da cũng như là cung cấp những cái dưỡng ẩm cho da. Đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa là khi mà sử dụng nước dưỡng cân bằng da xong thì chúng ta phải sử dụng đến serum collagen và tiếp đến đó là kem dưỡng da, sau đó là bước cuối cùng đó là chống nắng. Thì đấy là những cái bước cơ bản nhất của một cái chăm sóc da cơ bản và nó sẽ mang lại cho chúng ta cái làn da đẹp nhất. Là một chuyên gia đã có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành mỹ phẩm và chăm sóc da, vậy thì chị có thể đưa ra lời tư vấn cho chị em phụ nữ trong việc lựa chọn những sản phẩm chăm sóc da hợp lý hay không ạ? Theo tôi thì trên thị trường có combo chăm sóc da Mother and Care, nó có chứa đầy đủ những cái yếu tố mà vừa rồi tôi nhắc tới. Thì tôi nghĩ rằng là nó rất phù hợp cho chị em khi mà lựa chọn sử dụng sản phẩm dưỡng da cơ bản. Xin được cảm ơn chuyên gia đã gửi tới cho quý vị khán giả cũng như Thu Hằng được biết nhiều hơn về những cái bước chăm sóc da cơ bản. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay với những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia Đỗ Việt Hương, hy vọng quý vị khán giả đã có thể hiểu rõ hơn về làn da của mình cũng như cách chăm sóc da theo đúng quy chuẩn. Xin chúc quý vị luôn xinh đẹp và rạng rỡ mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Để có cơ hội sở hữu phần quà là bộ chăm sóc da cơ bản của nhà tài trợ Mother and Care, các bạn hãy nhanh tay gửi ảnh về cho chương trình Đẹp 24/7 theo địa chỉ hòm thư đẹp247.vtv@gmail.com. Phần quà từ chương trình sẽ dành cho bạn có bức ảnh được đánh giá là đẹp nhất. Chúc các bạn may mắn!